Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui mừng được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình tối nay ngày 13 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Và sau đây là những tin chính đáng chú ý. Lâm Đồng chi hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho nông dân đầu tư các loại cây giống mới để chuyển đổi nâng cao hiệu quả kinh tế. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa trên cánh đồng lớn giúp nông dân tăng doanh thu hơn 20% trên cùng một diện tích. Chuyên mục Chuyện nhà nông, mô hình cà gai leo ở thị xã An Khê, Gia Lai giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca, loài cây tỷ đô trên vùng đất Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là thông tin đáng chú ý liên quan đến những hoạt động nông nghiệp được ghi nhận từ tỉnh Lâm Đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong một năm vừa qua, ngân sách tỉnh đã trích chi hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho nông dân đầu tư các loại cây giống mới để chuyển đổi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên gần 268 hectare ở địa bàn thành phố Đà Lạt và hai huyện Lạc Dương và Đơn Dương. Trong đó, huyện Lạc Dương được hỗ trợ cây giống trồng trên nhiều diện tích nhất với hơn 115 hectare, còn lại huyện Đơn Dương với 87 hectare và thành phố Đà Lạt gần 66 hectare. Cụ thể, các loại giống cây trồng chất lượng cao được hỗ trợ cho nông dân tại địa bàn này trồng mới gồm có cây ăn quả gần 39 hectare, bơ gần 187 hectare, cà phê cao sản 42 hectare. Riêng cây cà phê trong cùng thời gian trên, nông dân địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đức Trọng chuyển đổi hơn 100 hectare sang trồng rau, hoa công nghệ cao, dâu tầm và các loại cây trồng khác như đậu, khoai môn đạt giá trị thu nhập cao hơn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp địa phương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông hỗ trợ hồ sơ pháp lý, tư vấn hướng dẫn, thủ tục xây dựng trang web, thiết kế tem, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các hợp tác xã. Theo đó, năm 2019 này, Đắk Nông tiếp tục hỗ trợ đối với hơn 20 sản phẩm nông nghiệp địa phương thông qua các hợp tác xã. Các cá nhân, tổ chức tham gia, ngoài hưởng lợi từ các chính sách trên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn hỗ trợ kết nối thị trường đối với một số sản phẩm đặc trưng nổi trội như tiêu sinh thái, cà phê, mắc ca, v.v. Riêng đối với việc dán tem truy xuất nguồn gốc, ngoài các thông tin về sản phẩm, đơn vị cũng đưa nội dung chỉ dẫn địa lý qua trang web để người tiêu dùng có thể trực tiếp kết nối giao dịch. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến sản xuất tại tỉnh Bình Định. Vụ đông xuân năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương tại Quảng Nam đã triển khai mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa trên cánh đồng lớn ở các xã Nhân Lộc và Nhân Thọ, thị xã An Nhơn. Đây là một mô hình mới có sự tham gia liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương trong việc hỗ trợ giúp bà con nông dân phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa theo hướng bền vững. Mô hình cánh đồng lớn này có diện tích 160 hectare sản xuất giống lúa thuần mới Thiên U8 trong vụ đông xuân năm nay tại Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Lộc 1. Hơn 400 hộ nông dân của Hợp tác xã tham gia sản xuất đã được ngành nông nghiệp và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương trực tiếp hướng dẫn áp dụng có hiệu quả quy trình kỹ thuật canh tác mới. Nên cây lúa trong mô hình ước đạt năng suất bình quân hơn 80 tạ một hectare, cao hơn ruộng đối chứng sản xuất các giống lúa khác từ 5 tạ đến 10 tạ một hectare. Nông dân thu lãi trên 1 hectare gần 28 triệu đồng, cao hơn ruộng đối chứng khoảng 5 triệu đồng. Sản phẩm lúa của bà con nông dân làm ra được công ty bao tiêu với giá thu mua cao hơn 1,2 lần so với giá giống lúa thịt tại thời điểm. Đúng là một thông tin đáng mừng đúng không quý bà con? Được biết, với kết quả này, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác nhằm đẩy mạnh hoạt động chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa theo hướng bền vững, góp phần tăng thu nhập cho người trồng lúa. Chuyển đến một thông tin được chúng tôi ghi nhận tại Phú Yên. Thưa quý bà con, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên cho biết, sản xuất mía đường năm 2018-2019 đang giảm mạnh do nắng hạn. Năng suất mía đến thời điểm này chỉ đạt khoảng 50 tấn trên 1 hectare, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch 10 trên 27.000 hectare, năng suất giảm, giá lao động tăng, dẫn đến người trồng mía không có lãi, khiến nhiều hộ phá cả mía năm nhất sang trồng sắn.
Quý 1 năm 2019, giá trị sản xuất ngành mía đường toàn tỉnh mới chỉ đạt 34% kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là kết thúc ép. Do vậy, dự kiến sản lượng mía đường niên vụ 2018-2019 sẽ không đạt kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các huyện đánh giá hiện trạng sản xuất mía địa phương, đề nghị các nhà máy đường có giải pháp chia sẻ lợi ích với dân, đầu tư các sản phẩm sau đường để đa dạng các sản phẩm, giúp các nhà máy đường hoạt động có hiệu quả. Liên tục chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật về thị trường giá cả một số loại nông sản, thực phẩm đáng chú ý. Thưa quý bà con, sau nhiều ngày giảm mạnh, mới đây giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đã tăng trở lại, dù mức tăng còn khá khiêm tốn, chỉ 100 đồng một ký. Cụ thể, giá cà phê hôm ngày 11 tháng 4 dao động trong khoảng 31.000 đến 31.800 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký so với ngày trước đó. Hiện giá mua vào tại các đại lý thuộc một số huyện như Cư Mờ Ga của Đắk Lắk cao nhất được 31.700 đồng một ký. Giá cà phê thấp nhất là tại Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, sau một thời gian thận trọng khi sử dụng thịt heo, tâm lý người tiêu dùng dần được cải thiện nên lượng heo tiêu thụ thời gian gần đây đã tăng trở lại. Do vậy, giá thịt heo cũng dần được phục hồi. Từ đầu tháng 4 tới nay, thị trường heo hơi liên tục tăng giá. Theo thông tin từ vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, hiện giá heo hơi trên thị trường dao động từ 38.000 đến 48.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, so với tuần trước, giá heo hơi nhiều nơi đã tăng thêm 7.000 đồng một ký. Có địa phương đã chạm ngưỡng 50.000 đồng một ký đối với heo loại 1. Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã trở lại mức từ 40.000 đến 41.000 đồng một ký. Riêng các tỉnh miền Nam vẫn là khu vực có giá cao nhất cả nước, hiện đang dao động từ 40.000 đến 51.000 đồng một ký. Việc heo hơi tăng giá trở lại đã phần nào giải tỏa tâm lý và khó khăn của người chăn nuôi. Thưa quý bà con, theo dự báo, giá thịt heo thời gian tới sẽ tăng cao hơn nữa sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát, tạo điều kiện cho tiêu thụ thịt heo. Tuy nhiên thì người chăn nuôi cũng nên thận trọng khi tái đàn bởi dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Liên tục chương trình, chuyên mục con số hôm nay, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu giảm mạnh về trị giá. Chuyên mục chuyện nhà nông, mô hình cà gai leo ở thị xã An Khê, Gia Lai giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phát triển vùng nguyên liệu Macca, loài cây tỷ đô trên vùng đất Lâm Đồng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 32.000 tấn, đây là lượng xuất khẩu hạt tiêu nước ta trong 2 tháng đầu năm 2019. Con số này cũng tương đương với giá trị 92 triệu USD, tăng 7,8% về lượng nhưng lại giảm đến 20,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Kết thúc năm 2018, hồ tiêu chính thức mất mốc xuất khẩu tỷ đô. Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tăng 8% về lượng nhưng không bù nổi mức giá sụt tới 37,3% so với năm trước đó. Theo thống kê, sau khi đạt đỉnh 10.000 USD một tấn vào năm 2014, giá tiêu thế giới bắt đầu lao dốc. Đến nay, giá tiêu ở mức 2.000 USD một tấn, tức chừng 2 USD hay tầm 43.000 đồng một ký, tức giảm sấp xỉ 5 lần. Theo Bộ Công Thương, hiện nay thị trường hạt tiêu toàn cầu vẫn đang chịu sức ép dư cung kéo dài. Tuy vậy, Cục Xuất nhập khẩu dự báo 6 tháng đầu năm 2019, thị trường hạt tiêu thế giới nhìn chung sẽ khả quan hơn do áp lực dư cung giảm. Theo Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế IBC, tổng sản lượng tiêu toàn cầu năm 2019 dự báo đạt 4,9 triệu tấn, giảm so với 5,2 triệu tấn trong năm 2018. Và trong khi đó, diện tích trồng cây tiêu tại Việt Nam sẽ có xu hướng giảm trong năm 2019. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, sẽ chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, để tạo sinh kế giúp bà con làng nông thôn mới nâng cao thu nhập, thị xã An Khê, Gia Lai đã triển khai mô hình cà gai leo sản xuất theo hướng hữu cơ ở làng Bơ Nang, xã Tú An. Bước đầu mô hình đã đem lại những tín hiệu khả quan và mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho người dân. Mô hình cà gai leo được giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 triển khai thực hiện với tổng kinh phí 375 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 120 triệu đồng để làm nhà màng, rộng 300 m2, cấp cây giống và kinh phí tập huấn.
Số tiền còn lại do các hộ dân tham gia mô hình đóng góp 50.000 cây giống được ươm trong nhà màng và sau đó đưa ra ngoài trồng trên diện tích gần 2 hecta. Theo bà con thì cà gai leo là cây bản địa đã có từ lâu ở vùng đất này nên khi đưa ra trồng cây phát triển rất tốt. Ở đây là đất đồi khô cằn nhưng mà đặc biệt ở đây khi mà xuống giống cây cà gai leo này á, nó lên rất là mạnh và đặc biệt là nó có sức chống chịu rất là tốt. Ở hợp tác xã thì sẽ tìm đầu ra và liên kết với các doanh nghiệp cũng như tìm mọi cách ở thị trường. Còn bà con nông dân thì chỉ sản xuất và mang về cho hợp tác xã sẽ bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm này. Với cây cà gai leo đến tháng thứ tư là bắt đầu cho thu hoạch, sau khi cắt cây sẽ tiếp tục tái sinh. Cà gai leo là một loại cây dược liệu đang được thị trường ưa chuộng. Việc hợp tác xã cam kết bao tiêu sản phẩm đã đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân. Xin được chuyển sang một câu chuyện sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, mắc ca bắt đầu được trồng thử nghiệm ở Lâm Đồng từ năm 2006 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện. Qua thời gian theo dõi cho thấy mắc ca thích nghi khá tốt với nhiều vùng sinh thái ở Lâm Đồng, trong đó có huyện Di Linh. Dù 6 sào đất trồng cà phê của gia đình chị Trần Thị Tuyến ở thôn 2, xã Tân Lâm đã được ghép cải tạo cho thu 1,5 tấn trên 1 hecta, nhưng chị Tuyến vẫn quyết định trồng xen thêm 100 cây mắc ca với mong muốn mang lại thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Sau 7 năm, giờ đây chị Tuyến phải thừa nhận rằng cây mắc ca trồng và chăm sóc dễ hơn cây cà phê, thu nhập mang lại ổn định hơn. Một trong những băn khoăn của nông dân khi trồng cây gì, nuôi con gì là bán cho ai, bán như thế nào và giá bao nhiêu. Với cây mắc ca, có thể khẳng định đầu ra vô cùng rộng mở với giá từ 90 đến 140.000 đồng một ký. Hiện tại như bây giờ là năm nay là năm thứ 7, là cái giá cả là nó cũng đang rất ổn định. Dao động từ 90 đến 100 ngàn một ký. Hiện tại như năm nay nhà tôi thu được 80 triệu. Khi mà trồng xen cây mắc ca thì đối với 1 héc thì chúng ta có thể trồng được khoảng 100 cây. Đấy, và mỗi trung bình mỗi cây cho thu nhập khoảng 10 ký. Nhưng mà nhân với cái giá cả khoảng 90 đến 100 ngàn một ký như hiện nay thì cũng đạt khoảng tăng năng suất khoảng 200 triệu trên 1 hecta nữa. Nhận thấy mô hình trồng mắc ca mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều bà con quanh vùng cũng đã từng bước đầu tư cho loại cây trồng này. Đây là vườn mắc ca của hộ gia đình ông Lê Văn Giáp ở xã Tân Lạc, huyện Di Linh. Ông trồng xen mắc ca trong vườn cà phê đã 5 năm và cây phát triển rất tốt. Với giá thu mua trên thị trường hiện nay cũng khá ổn định, thì mắc ca hoàn toàn có thể giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập ít nhất là gấp 2 lần so với những vườn trồng cà phê thuần. Nói chung là trồng mắc ca thì nó cũng hiệu quả đấy. Lớn lên chẳng hạn như bây giờ là mình thu trở đi là mình có nguồn thu lớn hơn. Từ thực tế tại 16 xã trên địa bàn huyện Di Linh đã trồng 211 hectare cây mắc ca, đem lại hiệu quả và có triển vọng phát triển. Để mà phát triển tốt thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo những vùng được quy hoạch thì lựa chọn những cây giống tốt để phát triển xen trong vườn cà phê, đặc biệt là cái diện tích đất lâm nghiệp. Chúng tôi đã có những chỉ đạo làm sao là trồng xen để đảm bảo mức độ che phủ rừng cũng như là nâng cao cái thu nhập trên đơn vị diện tích cho người dân. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Di Linh đã có định hướng phát triển và đưa cây mắc ca vào danh sách cây trồng của huyện. Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, kế hoạch của huyện là khuyến khích nông dân phát triển từ 1.000 hecta đến 1.300 hecta mắc ca, trong đó có 600 hecta thu hoạch, và định hướng đến năm 2030 tăng diện tích lên 4.700 hecta. Thưa quý bà con, nếu so với nhiều loại cây trồng đã bám rễ trên vùng đất Lâm Đồng, thì cây mắc ca còn yếu thế hơn cả về diện tích canh tác lẫn kinh nghiệm sản xuất của bà con nông dân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quy hoạch phát triển hợp lý, chú trọng đầu tư công nghệ sau thu hoạch chính là những yếu tố tiên quyết giúp các địa phương từng bước phát triển vùng nguyên liệu mắc ca. Những nội dung thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email trực tiếp về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc cũng có thể gọi điện về số 02633829930. Còn bây giờ thì Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.